đó 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 thấy dở luôn đầu thôi mà này dữ trời, lại làm như cái chiếc máy nó đi xuống cái nó nhận các bạn cho nên nó hơi lúng á, nó hơi sâu ha, nó hơi như đầu á, bởi cho nên mấy anh em đang đang chim lại cái này để cho nó ngon nha. Rồi còn cái bên đây cái nữa đầu này thì rồi chào các bạn và mọi người nha. Rồi các bạn và mọi người cùng xem nha. Rồi tiếp tục hôm nay mình quay bộ hai máy nha. Ở đây thì cây 70 đậu trước. Rồi tiếp tục thì cây dân ma 850 đang chạy lợi nữa nha các bạn. Ai cha, cây 850 làm như lên hàm á ta. Cây này làm như độ hàm các bạn. Wow, cây này lên hàm, thấy hàm to lắm nè. Wow, vậy là lên hàm dài nha các bạn. Cây này 850 lấy quanh lăng, đang chuyển trên lộ lại nha các bạn. Wow, cây này xích lớn các bạn. Cây này thì các bạn thấy xích nó nè, nó rộn chưa. Hôm nay thì xích này xích 5 tấc rưỡi chắc rồi nha các bạn ơi. Xích này lớn á, xích này bự hơn xích của 70 mình nhiều rồi. Cây này lên hàm luôn. Rồi bây giờ anh em xuống đây luôn nha các bạn. Chuẩn bị xuống đây là chạm thôi nha các bạn. Rồi các bạn bây giờ quất nha. Rồi bây giờ xuống cầu nha các bạn. Bộ 2 cây 70 và cây dân ma 850 các bạn. Rồi giờ đang xuống qua cầu. Cây 70 Thái nha các bạn, cây này. Cây này cũng đời đầu quá. Rồi, quất các bạn. Rồi, cũng ngon lắm. Cây này chạy cũng còn tốc quá. Hình như giống này giống 2017 nha các bạn. Giống lúa này giống 2017. Rồi bây giờ tới cây 850. Cây này thì theo mình thấy thì chắc lên hàm. Cây này đổ hàm lên hả anh tài xế? Quá wow, bởi thấy hàm hơi dài. Rồi vậy là máy ảnh chỉnh cây cầu lại tí nha các bạn. Cầu nó hơi, cái máy đầu xuống nó hơi chinh bên. Sửa này cái cho nó an toàn. Trời. Lên. Đó lên đó lên đó. Thấy dở con đầu thôi mà nặng dữ trời. Tại làm như cái chiếc máy nó đi xuống cái nó nhặn đó các bạn cho nên nó hơi lúng á. Nó hơi sâu ha. Đúng rồi.
hơi nghiêng cây cầu đó, bởi cho nên mấy anh em đang chim lại cái để cho nó ngon nha. Rồi còn cây bên đây cái nữa, cầu này thì chắc cỡ 4 mét à, cầu này ngắn. Lên. Đó. Bên đây. Lưu Đức Phan Quốc Hải hả? Ừ. Rồi. Rồi bây giờ xuống nha các bạn. Đây cây tán cành. Đây chích nó dài lắm các bạn, chích nó tới bề ngang 5,5 tấc nha. Bề dài nó 58 cây. Rồi ra xuống nha các bạn. Rồi bộ hai chạy chung. Ở đẳng thì cây 70 Thái đang chạy lại nha. Mới thả giặt vòng đầu. Cây này thì đã độ hàm rồi nha các bạn. Lên hàm. Lên hàm này là có thể bằng hàm 95 rồi á. Cơ khí giật khùng luôn. Đất ở đây thì nó hơi có nước nhưng mà chạy vô tư các bạn. Đất cứng ngắc à. Anh em chạy thoải mái luôn.